Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số trường hợp parity đơn giản của Rubik 4x4. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và nếu bạn có những ý tưởng gì khác của mình thực hiện, nhớ để lại bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Trước tiên là các trường hợp order parity. Ở cái trường hợp này các bạn chỉ cần dùng một công thức để hoàn thành mặt bằng vàng trên này, thay vì dùng công thức lật cành như mình nói ở video trước để lật cả cặp cành của dấu cộng, rồi sau đó dùng công thức để giải dấu cộng như Rubik 3x3. Và đấy trường hợp đầu tiên, trường hợp này các bạn sẽ bị lật sai một cặp cành ở đây. Và các bạn nhìn thấy rằng ở trước này sẽ có một hàng ngang đúng màu vàng như thế này, và phần trên này đã được giải hết màu vàng như thế này. Các bạn sẽ đặt Rubik thế này và làm công thức lật cành mình đã hướng dẫn ở video trước để hoàn thành mặt vàng thế này. Đó là R nhỏ 2, B2, U2, L nhỏ, U2, R nhỏ phẩy, U2, R nhỏ, U2, F2, R nhỏ, F2, L nhỏ phẩy, B2 và R nhỏ 2. Sau khi làm thì các bạn đã lật xong mặt vàng trên này. Trường hợp số 2 như sau. Ở trường hợp này các bạn nhận thấy rằng ngoài trừ cặp cành này bị lật sai thì các cặp cành khác và viên gốc của màu vàng đều được giải đúng trên này. Ở trường hợp này các bạn sẽ xoáy Rubik quá như thế này, tức là để cặp cành sai ra sau, và dùng công thức giải dấu cộng như Rubik 3x3. F, R, U, R phẩy, U phẩy, F phẩy. Sau khi giải xong thì các bạn đã trở lại với trường hợp đầu tiên mình giới thiệu. Và các bạn lại đặt Rubik thế này, là công thức lật cành, đó là R nhỏ 2, B2, U2, L nhỏ, U2, R nhỏ phẩy, U2, R nhỏ, U2, F2, R nhỏ, F2, L nhỏ phẩy, B2 và R nhỏ 2. Sau khi làm công thức, các bạn đã giải xong mặt màu vàng trên này. Trường số 3 như sau. Ở trường hôm nay các bạn sẽ bị lật sai ba cặp cành màu vàng, và ở bên trái và trên này sẽ là hai thanh màu vàng như thế này. Ở trước và sau cũng sẽ có hai thanh màu vàng. Các bạn đặt Rubik thế này và làm hai bước nhỏ trước khi làm công thức lật cành, đó là B phẩy, R phẩy. Mình sẽ làm lại. Các bạn đặt Rubik thế này, để bên trái của bạn sẽ là một thanh hàng ngang dài để bên trái như thế này, và dùng hai bước nhỏ trước khi làm công thức lật cành, đó là B phẩy, R phẩy. Sau khi làm xong hai bước này, các bạn lại dùng công thức lật cành lúc này, đó là R nhỏ 2, B2, U2, L nhỏ, U2, R nhỏ phẩy, U2, R nhỏ, U2, F2, R nhỏ, F2, L nhỏ phẩy, B2, R nhỏ 2. Sau khi làm xong, các bạn lại làm ngược lại hai bước lúc đầu, đó là R, B. Sau khi làm thì các bạn đã giải xong mặt bằng vàng trên này. Và đấy trường hợp số 4 cũng là trường hợp cuối cùng trong chuỗi các trường hợp Euler parity mà mình hướng dẫn đến các bạn. Ở trường hợp này các bạn nhận thấy rằng đã có một cặp cành bị sai, và bên này sẽ có một thanh hàng ngang như thế này, và ở đây có một viên gốc. Các bạn để viên gốc này hướng về phía đối diện các bạn và làm chuỗi công thức R phẩy, U phẩy, R. Sau khi làm xong chuỗi công thức đó, các bạn nhận thấy rằng đã có một hàng ngang như thế này. Các bạn lại dùng công thức lật cành R nhỏ 2, B2, U2, R nhỏ, U2, R nhỏ phẩy, U2, R nhỏ, U2, F2, R nhỏ, F2, R nhỏ phẩy, B2, R nhỏ 2. Sau khi làm xong công thức lật cành, các bạn lại làm ngược lại với bước dài lúc đầu, đó là R phẩy, U, R. Vậy là các bạn đã hoàn thành được mặt bằng vàng trên này. Và sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn những trường hợp Euler parity đơn giản nhất ở Rubik 4x4. Ở những trường hợp này các bạn chỉ cần dùng một công thức là có thể hoàn thành xong Rubik. Và trường hợp đầu tiên là trường hợp này. Trường hợp này mình cũng đã giới thiệu các bạn ở video trước. Và ở video đó mình hướng dẫn các bạn như thế này. Mình sẽ đặt Rubik như thế này và dùng công thức, đó chính là MR2.
mơ rơ đấy các bạn sẽ xoáy tương trống này, mơ rơ 2 u 2, mơ rơ 2 u nhỏ 2, mơ rơ 2 u nhỏ 2 u 2. Sau khi làm thì các bạn đã đưa được về trường hợp chữ u, các bạn sẽ đi mặt đúng là 6 và ba viên cặp cánh này bị sai. Các bạn sẽ dùng công thức r 2 u r u r phẩy u phẩy r phẩy u phẩy r phẩy u r phẩy. Các bạn có thể thấy là ở video đó mình hướng dẫn các bạn tốn rất nhiều thời gian, và ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cùng trường hợp này nhưng sẽ rút ngắn thời gian hơn. Các bạn cũng sẽ đặt rubik thế này, để một cặp cánh sai hướng bên phải và cặp cánh còn lại hướng về phía đối diện. Các bạn đặt rubik thế này và dùng chuỗi công thức đó là r u r phẩy u phẩy. Sau khi làm xong chuỗi công thức này, các bạn lại dùng công thức như video lần trước đó là mr 2. Mình có một mẹo nhỏ là thay vì các bạn xoáy mr 2 như thế này, nó sẽ lâu hơn và rất dễ bị hư rubik. Mình sẽ xoáy như thế này đó, các bạn sẽ xoáy lên như thế này và giữ thế này, mr 2 u 2, mr 2 u nhỏ 2, mr 2 u nhỏ 2, và làm ngược lại chuỗi công thức lúc này, u phẩy r u phẩy r phẩy. Bây giờ các bạn đã hoàn thành xong rubik như thế này và rất nhanh. Và đấy trường hợp số 2. Ở trường hợp này các bạn nhận thấy rằng chỉ còn lại viên góc này và viên góc này cân đối vị trí ở nhau và tất cả được giải đúng. Và trường hợp này cũng gần giống như trường hợp chữ y ở rubik 3x3, nhưng ở 3x3 thì ngoài hai viên góc này còn có thêm hai viên cạnh này đối vị trí ở nhau. Nhưng ở 4x4 thì cặp cánh này và cặp cánh này đã đúng vị trí. Các bạn đặt rubik thế này hoặc như thế này cũng có thể giải được, và dùng một phần của công thức chữ y như sau: f r u phẩy r phẩy u phẩy r u r phẩy f phẩy, và các bạn u, rồi dùng công thức pl parity đó là mr 2 u 2 mr 2 u nhỏ 2 mr 2 u nhỏ 2. Sau đó các bạn u, rồi là dùng phần còn lại của công thức chữ y là r u r phẩy u phẩy r phẩy f r f phẩy. Vậy là các bạn đã giải xong rubik 4x4 như thế này. Trường hợp số 3 như sau. Ở trường hợp này sẽ có một mặt đúng bên trái và sau này là một block như thế này. Trường hợp này cũng gần giống như trường hợp chữ g số 2 ở rubik 3x3, nhưng ở rubik 3x3 thì ngoài mặt đúng ở đây, các mặt còn lại đều có các thanh đúng màu như thế này, chứ không lộn xộn như ở rubik 4x4. Và ở trường hợp này các bạn sẽ đặt rubik thế này và thực hiện pl parity là mr 2 u 2, mr 2 u nhỏ 2, mr 2 u nhỏ 2 u 2. Sau khi làm xong pl parity, các bạn lại tiếp tục làm công thức chữ g số 2 như rubik 3x3, đó là r u r phẩy f phẩy r u r phẩy u phẩy r phẩy f r 2 u phẩy r phẩy u phẩy. Bây giờ các bạn đã giải được rubik như thế này. Và đấy trường hợp tiếp theo, trường hợp này sẽ là ngược lại của trường hợp số 3 lúc này mình giới thiệu. Lúc này block nằm ở phía sau này, nhưng bây giờ block sẽ nằm ở trước này. Và lúc này thì các bạn sẽ làm công thức parity pl rồi sẽ đến công thức chữ g. Và bây giờ các bạn chỉ việc làm ngược lại, đó là các bạn sẽ đặt rubik thế này và làm công thức chữ g trước: r u r phẩy f phẩy r u r phẩy u phẩy r phẩy f r 2 u phẩy r phẩy u phẩy, và sau đó lại dùng công thức pl parity để hoàn thành rubik: mr 2 u 2 mr 2 u nhỏ 2 mr 2 u nhỏ 2 u 2. Bây giờ các bạn đã giải xong rubik 4x4 như thế này. Và đấy trường hợp số 5. Ở trường hợp này các bạn nhận thấy rằng cặp cánh này và cặp cánh này đối với nhau, viên góc này và viên góc này cũng đối với nhau. Nó gần giống như trường hợp chữ T ở rubik 3x3, nhưng ở rubik 3x3 thì hai viên cánh này sẽ không đối vị trí với nhau như cặp cánh này và cặp cánh này ở rubik 4x4. Và ở trường hợp này các bạn sẽ có hai cách giải. Các bạn đặt rubik thế này cho cả hai cách giải và
Ở cách đầu tiên, mình sẽ thực hiện công thức chữ T là R U R phẩy U phẩy R phẩy F R hai U phẩy R phẩy U phẩy R U R phẩy F phẩy. Sau khi làm công thức chữ T xong, mình sẽ làm công thức parallel parity là MR hai U hai MR hai U nhỏ hai MR hai U nhỏ hai U hai. Vậy là mình đã hoàn thành xong Rubik 44 thế này. Và cách số 2 là chỉ là mình sẽ dùng công thức PL parity trước rồi mới dùng công thức chữ T. Bây giờ mình sẽ dùng công thức PL parity MR2 U2 MR2 U nhỏ 2 MR2 U nhỏ 2 U2. Sau khi dùng xong thì mình sẽ tiếp tục làm công thức chữ T RU R phẩy U phẩy R phẩy F R2 U phẩy R phẩy U phẩy RU R phẩy F phẩy. Vậy mình đã hoàn thành xong Rubik 44 như thế này. Vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn những trường hợp parity 4x4 đơn giản nhất. Nếu bạn có gì còn thắc mắc hay chưa hiểu, cứ để lại mình bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Và nếu bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau. Thank you.